Thuở xưa lắm rồi, bóng đêm trùm lấy cả thế giới, ánh sáng ban ngày chỉ tồn tại ở thung lũng ban mai. Vốn yếu ớt, hiền hòa, tộc ánh sáng phải chui nhủi tại nơi này để có thể tránh khỏi màn đêm nguy hiểm bao trùm cả thế giới. Đối lập với tộc ánh sáng là tộc bóng tối, và người mạnh mẽ nhất tộc bóng tối là chiến thần Darwin, người đã chinh chiến cả ngàn năm. Dù không phải hoàng tộc, nhưng người ta thần phục chàng hơn cả quốc vương bóng tối nữa. Chỉ là chàng nhất mực trung thành, không tơ tưởng quyền lực. Để giữ được Darwin, quốc vương gả cho chàng công chúa Luna, người con gái xinh đẹp của ông. Hai người thật tâm yêu nhau và đã sẵn sàng có một cuộc sống viên mãn. Oái âm thay, tai ương lại ập tới ngay trước hôn lễ. Khi đang thảo phạt lũ quỷ để mở rộng bờ cõi, Darwin đã mắc mưu bị chính Kevin, đồng đội thân cận của mình hãm hại. Bị đánh úp bất ngờ bởi cả đồng đội lẫn bọn ác quỷ, chiến thần bóng đêm chẳng thể chống trả. Chàng dùng chút sức lực cuối cùng để trốn chạy vào thung lũng ban mai. Không cần, rơi xuống đấy chẳng lành lặn được đâu đó. Còn muốn biết kết cục của hắn ra sao, hãy bấm nút subscribe kênh qua Fairy Tail. Đấy là việc của ta mà. Lũ quỷ kia không thể vượt qua được kết giới bảo vệ của thung lũng ban mai, đành quay đầu bỏ chạy. Tên Kevin đã đúng, Darwin hỏng đôi cánh, không thể cử động chân. Chàng chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi sự sống chấm dứt. Vậy là đây là kết thúc, thà thế còn hơn. Nhưng ông trời chẳng cho Darwin toại nguyện. Sunny, một tiên nữ tộc ánh sáng, đang trên đường đi hướng sương sớm thì bắt gặp chàng. Dù bị cự tuyệt, điều duy nhất Sunny quan tâm chỉ là kéo dài sinh mạng của kẻ bị thương trước mặt. Uống thứ sương sớm này, chàng sẽ khỏe hơn. Đến nỗi cô tiên ánh sáng còn dám cả gan tự mình truyền sương cho Darwin. Làm cái gì đấy, bỏ ta ra. Cố một chút, rồi bạn của ta sẽ đến giúp. Chẳng ngờ ta lại để một tiên nữ yếu đuối cõng trên vai. Ta là kẻ lạ, sao cô không bỏ mặc ta cho rồi? Kẻ lạ? Ai mà không biết chàng chiến thần bóng đêm Darwin. Danh tiếng chàng vang vọng đến cả thung lũng ban mai. Chàng là người bóng tối duy nhất không khinh thường bọn ta. Có lần kết giới ánh sáng yếu đi, chính chàng đã giúp chúng ta đánh đuổi lũ quỷ. Chúng ta dặn nhau, nếu một ngày gặp Darwin gặp hoạn nạn, nhất định phải giúp đỡ bằng mọi giá. Đó là ta khi xưa, giờ ta chỉ là một kẻ yếu ớt. Đừng nghĩ thế, sự lương thiện của chàng luôn ở đó. Giống như sau cơn mưa lại có cầu vồng, đi qua khó khăn, chàng sẽ thấy những điều tốt đẹp. Chưa bao giờ chiến thần được thấy cầu vồng ở xứ sở bóng đêm. Có lẽ vậy. Những ngày tháng tiếp theo, Darwin dần không còn tiêu cực nữa. Sunny như thể một tia nắng nhỏ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của chiến thần. Muốn ta giúp chàng uống nước giống như lần trước không? Nơi này không hề tệ như đồng loại chàng từng nghĩ. Không có sao trời, nhưng Darwin được thấy vẻ đẹp của ban mai. Và cỏ hoa ở đây, chúng thơm ngọt ngào hơn hẳn những loại hoa đêm ở vương quốc của chàng. Còn muôn thú thì hồn nhiên, tràn đầy sức sống, khác với những loài dữ tợn ban đêm mà chàng thường thấy. Darwin cũng hiểu hơn về Sunny, nàng tiên ánh sáng yếu ớt luôn mang ước mơ lớn lao. Thứ này sẽ bảo vệ ta khỏi nguy hiểm của màn đêm, để ta có thể ra khỏi đây và ngắm nhìn những ánh sao trời. Nhưng ta phải làm cổ xe trước, để chiến thần có thể thoải mái đi lại đã. Để trả ơn, Darwin âm thầm hoàn thiện những bản vẽ, để một ngày nào đó, người bạn của chàng có thể đến với thế giới rộng lớn kia.
Khi Darwin nấu mình tại thung lũng ban mai, Kevin đã rêu rao khắp nơi về thất bại của chiến thần bóng tối. Và quốc vương đành gả con gái mình cho người mạnh thứ nhì vương quốc, chính là hắn chứ chẳng ai khác. Nàng công chúa bóng đêm nhất mực cự tuyệt, chỉ một lòng với Darwin. Nhưng khi tìm tới thung lũng ban mai, mọi cảm xúc Luna dành cho chiến thần bóng đêm như sụp đổ. Chiến thần vô song, đầu đội trời chân đạp đất, mới là người cô yêu, chứ không phải kẻ tàn phế chỉ ngồi một chỗ thế này. Hey! Sao chàng lại cần đứa tiên ánh sáng yếu ớt giúp đỡ? Cánh của ta đã mất, chân ta hỏng rồi, ta không còn như trước nữa. Ta sẽ cưới Kevin. Ta không định, ta tới để thông báo với chàng vậy. Con tim của chiến thần vỡ nát trong tuyệt vọng. Miễn là nàng hạnh phúc, chúc mừng nàng. Sunny chứng kiến tất cả, cô chẳng thể làm gì khác được. Nàng chỉ ngồi cạnh, thay cho lời an ủi tốt đẹp nhất, để Darwin biết nàng luôn ở cạnh bên. Những đóa hoa thật đẹp. Ừ, lúc nào cũng vậy. Những ngày sau, họ cư xử như chẳng có gì xảy ra cả. Cindy cũng không còn nói nhiều về việc bay ra ngoài thung lũng nữa. Cả hai cứ tiếp tục cuộc sống yên ả không gợn sóng thường ngày. Và ánh mắt của họ nói lên rằng dường như có gì đó đã thay đổi giữa hai người. Mọi chuyện sẽ cứ êm đềm vậy nếu như không có năng lượng mặt trời là yếu rồi. Lũ quỷ sẽ vượt qua được cấp giới. Ta phải làm cho xong cổ xe của chàng. Sau nhiều ngày cố gắng, Sunny đã làm xong chiếc xe cho Darwin. Với cổ xe này, chàng có thể di chuyển dễ dàng. Chết rồi, còn mấy bản vẽ. Nhưng kết giới mặt trời đã chẳng còn, lại vướng bận thêm Darwin. Nàng đành để lại những sáng chế của mình. Sunny chẳng để ý tới một tia bất lực trong mắt vị chiến thần kia. Lần này các cư dân ánh sáng đã biết trước cuộc tấn công và dắt díu nhau lẫn trốn. Darwin đâu rồi? Darwin lạc mất rồi. Có ai thấy chàng ấy không? Trời ơi, lũ quỷ tìm tới đây rồi. Có ai ngồi ghế trước cửa hang thế kia? Lần theo những dấu vết sót lại, Sunny bất chấp mò ra cửa hang để thấy một chiến thần uy nghi đang đối đầu với lũ quỷ. Ai lấy mất chân với cánh chú mày thế Darwin? Không đùa nữa, bụi bay lên. Nhưng chẳng hiểu sao cái lũ quỷ hợp sức lại vẫn chẳng đánh lại nổi vì chiến thần tàn tạ. Không thể nào, lần trước, lần này không có đồng loại ta hợp lực với ngươi như lần trước. Dù mất đi uy nghi, Darwin vẫn còn tủy thần. Viên ngọc lưu giữ sức mạnh bóng đêm nằm bên trong chàng. Tủy thần mạnh mẽ làm sao? Đó là lý do không bao giờ được động vào tộc ánh sáng nữa. Ta sẽ đưa các ngươi thứ này. Không được, đừng mà Darwin. Mất đi tủy thần, chàng sẽ không sống nổi mất. Nào có sao đâu, chỉ cần nàng hạnh phúc. Ta chẳng còn là ta, chẳng còn sự dũng mãnh. Nếu sống như thế, ta chỉ toàn đau khổ. Là nàng, nàng là tia nắng, sự ấm con tim lạnh lẽo của ta. Nàng còn giấc mơ của nàng. Ta là gánh nặng, ta không thể trói buộc nàng. Hơi thở cuối cùng của ta, ta sẽ dùng nó thực hiện ước mơ của nàng. Không, không, không. Lũ quỷ đã đồng ý với đề nghị của chiến thần. Sức mạnh của vị thần quyền năng ắt là hơn hẳn mấy tinh linh ánh sáng nhỏ bé. Đánh thực mạnh vào tuổi thần. Nhưng lũ quỷ chẳng ngờ rằng tất cả là bẫy của Darwin.
Thủy thần hút lấy sinh lực của lũ quỷ và nổ tung do chứa quá nhiều sức mạnh. Lũ quỷ độc ác kia đã bị trừng phạt, nhưng cả chàng chiến thần đã quên. Trời ơi, tại sao cơ chứ? Tại sao? Tộc ánh sáng sẽ được thủy thần bảo hộ, nàng có thể tới bất cứ đâu. Ta đã đúng, một thủy thần cực mạnh mẽ sẽ phá đi ranh giới ngày đêm. Đấy là bình minh tuyệt diệu. Ngắm nhìn những gì sao, thay cho ta, cả cho nàng nữa xin đi. Tạm biệt ánh dương nhỏ của ta. Đúng như lời đã hứa với Darwin, Sunny sau này đã đi tới mọi nơi để ngắm nhìn mọi thứ thay chàng chiến thần. Nàng cũng dùng phép thuật kể lại những câu chuyện về Darwin để chàng mãi mãi sống trong thế giới của nàng. Nhờ Darwin, mọi thứ thay đổi mãi mãi. Ánh dương sẽ xuất hiện trên khắp thế gian, và khi hoàng hôn vụt tắt, màn đêm sẽ luôn trở lại. Cô gái tội nghiệp này dường như đang bị đói. Và cô ấy đang ăn thứ gì thế kia? Cô già này thật kỳ lạ, chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Ngày xưa có một đôi vợ chồng nghèo tốt bụng, thường giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Thế nhưng họ lại hiếm muộn, mãi vẫn không có một bụng con. Anh ta vẫn có một điều hạnh phúc hơn chúng ta, đó là có một đứa con. Mong rằng các vị thần linh có thể lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, ban cho chúng ta một đứa con. Lúc đó, một ngôi sao băng xẹt qua, lời cầu nguyện của họ đã được nàng tiên nghe thấy. Đêm hôm đó, trong giấc mơ của người vợ, nàng tiên đã hiện ra gặp bà. Bà yên tâm, rồi vợ chồng bà sớm sẽ có một đứa con thôi. Đứa trẻ lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp. Ta tặng cho cô bé chiếc khăn choàng này, hãy dặn nàng luôn mang theo bên mình nhé. Người vợ tỉnh lại rất ngạc nhiên khi thấy bên cạnh mình đúng là chiếc khăn choàng trong giấc mơ. Không lâu sau đó, người vợ đã có bang. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Sau đó, một cô bé gái xinh xắn đã chào đời. Họ đặt tên cô bé là Melissa. Nhưng họ đã nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ, cô bé không thể phát ra âm thanh gì. Trời ơi, Melissa đáng thương của tôi, tội nghiệp con bé quá đi. Bà đừng buồn nữa mà, dù con bé có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ yêu thương nó mà. Người vợ lấy chiếc khăn choàng nàng tiên ban cho bọc quanh người cô bé Melissa. Quả thực Melissa không may bị câm từ nhỏ. Cô bé dần lớn lên, tuy rất xinh đẹp nhưng lại không có bạn bè, nàng luôn bị mọi người giễu cợt. Chiếc khăn choàng vẫn luôn được Melissa giữ bên cạnh như một người bạn. Một hôm, vào dịp sinh nhật của cô bé, khi cha mẹ đang tổ chức sinh nhật cho nàng, một bụi phù thủy đã bất ngờ xuất hiện. Ngươi là Melissa đúng không? Quả là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại bị câm. Ta là một phù thủy có thể giúp người nói được, ngươi có muốn hay không? Nhưng đổi lại, ngươi phải đi theo ta đến khi trưởng thành, học phép thuật hắc ám của ta và làm tất cả những gì ta yêu cầu. Thế nào hả? Không, Melissa con gái của ta sẽ không bao giờ trở thành một phù thủy hắc ám giống như bà đâu. Việc này không đến lượt các người quyết định đâu. Melissa rất muốn nói được bình thường như người khác, vì vậy nàng chấp nhận với điều kiện ấy. Cha mẹ Melissa rất lo lắng, muốn ngăn lại, nhưng họ không thể cản bộ phù thủy đem cô bé biến mất. Bộ phù thủy mang Melissa về nhà mình. Đó là một ngôi nhà bánh ngọt rất kỳ lạ, nằm trong rừng sâu. Được rồi, giờ thì ta sẽ cho người thấy điều bất ngờ. Giờ thì ngươi hãy mở miệng nói thử xem. Trời ơi, tôi đã nói được thật rồi. Thật kỳ diệu mà. Cảm ơn bà rất nhiều ạ. Cảm ơn bà. Ta đã giúp người có được giọng nói rồi,
Giờ thì đến lượt ngươi, hãy thực hiện giao ước với ta. Vâng, bà yên tâm đi, tôi hứa sẽ làm mọi thứ mà bà yêu cầu đến khi trưởng thành mà. Tôi hứa. Theo lệnh phù thủy, Melissa bắt đầu làm việc nhà cho mụ. Công việc thường ngày rất vất vả, mụ phù thủy cũng chẳng thèm để ý đến. Mụ sẵn sàng bỏ đói và trừng phạt cô bé chỉ vì mang đồ ăn tới muộn một chút hay quét dọn còn bụi bẩn. Những lúc đói, Melissa lại lén lút bẻ lấy những miếng bánh ngọt trên tường nhà, cửa sổ để ăn. Một hôm, mụ phù thủy quyết định cho đàn học phép thuật hắc ám của mụ. Đó là quyển sách của ngươi, hãy chăm chỉ học phép thuật của ta đi. Ta yêu thương ngươi lắm mới dạy phép thuật cho ngươi. Điều kỳ lạ là càng học phép thuật của mụ, cô bé Melissa càng trở nên xấu xí, còn mụ phù thủy lại trở nên xinh đẹp và trẻ trung hơn. Tốt lắm, ta đã cố ý dạy cho ngươi phép thuật hắc ám để hút đi vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ của ngươi. Ngươi càng học được nhiều thì ta lại càng trẻ đẹp ra. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đến lúc trưởng thành, Melissa vô cùng xấu xí, nhưng bù lại, nàng có thể sử dụng được phép thuật. Chiếc khăn choàng cha mẹ tặng vẫn được nàng giữ gìn cẩn thận bên người. Đến thời hạn giao kèo, Melissa tìm gặp mụ phù thủy, xin được rời khỏi ngôi nhà bánh kẹo của mụ trở về với cha mẹ. Thưa bà, tôi có thể về nhà thăm cha mẹ của mình được không ạ? Melissa, ngươi không thấy ở đây tốt hơn căn nhà nghèo khổ của cha mẹ ngươi ư? Ta sẽ dạy cho ngươi rất nhiều phép thuật mới nữa. Nhưng mà đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp lại cha mẹ mình. Dù có điều gì đi nữa thì tôi cũng phải trở về nhà chứ. Đồ cứng đầu, đã vậy thì ta sẽ giam ngươi vào phòng tối để xem ngươi có thể trở về bằng cách nào. Ngươi sẽ phải ở lại đây làm nô bộc cho ta suốt đời. Mụ dễ dàng tóm lấy Melissa và tống nàng vào một căn phòng giam tối tăm. Với sự chênh lệch sức mạnh giữa ta và ngươi thì ngươi đừng hòng trốn khỏi đây. Không, ta không cam tâm. Ta nhất định sẽ chờ đợi thời cơ. Nhất định ta phải tìm được cách trốn khỏi đây để trở về nhà. Không thể nào như vậy được. Đêm đó, nhưng lúc mụ phù thủy không chú ý, Melissa rón rén làm phép tạo ra một cửa sổ trên tường nhà rồi bỏ chạy. Nhưng cánh cửa sổ không chịu được sức nặng của nàng, nó gãy ra rơi xuống đất, tạo ra âm thanh khiến mụ phù thủy nhận ra ngay. Thấy Melissa định bỏ trốn, mụ rất tức giận đuổi theo. Đứng lại đó con bé láo xược, để xem người có thể chạy đi đâu. Đến một vực sâu, mụ phù thủy đã đuổi kịp Melissa. Đường cùng rồi. Người sẽ làm gì đây Melissa? Không có cách nào khác, ta phải chiến đấu thôi. Mụ phù thủy, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nhưng nàng không phải là đối thủ của phù thủy, bị trúng một tia phép ngã lăn xuống vực. Rơi xuống vực như vậy, chắc chắn là nó đã chết rồi. Đó là kết cục cho ngươi vì dám không nghe lời của ta. Nhưng mụ không ngờ Melissa may mắn không chết. Nàng rơi xuống và ngất đi, mất hoàn toàn trí nhớ. Đến khi tỉnh lại, Melissa thấy một chàng triều phu đang lo lắng nhìn mình. Anh là ai và đây là đâu chứ? Ta là một triều phu đi ngang qua khu rừng này. Thấy nàng đã nằm ở đây rồi, nàng là ai vậy chứ? Phải, ta là ai? Ta không nhớ gì hết. Hả? Ta là ai chứ? Tội nghiệp, chắc là nàng ngã từ trên cao xuống, bị mất trí nhớ rồi. Ta sẽ giúp cho nàng. Thấy cô gái tội nghiệp, chàng tiều phu thương tình đưa nàng về nhà mình. Đó là một căn nhà nhỏ nghèo nàn, chỉ có một mình chàng sống qua ngày. Chàng tận tình chăm sóc Melissa chu đáo, động viên Melissa cố gắng nhớ lại, nhưng nàng không thể nhớ ra điều gì. Nàng chỉ biết rằng nàng luôn có cảm giác thân thuộc với chiếc khăn choàng vẫn mang theo người. Dường như đó là một vật rất quan trọng với nàng. Thời gian trôi qua, Melissa đã được chàng tiều phu chữa lành vết thương. Chàng tiều phu yêu thương nàng bất chấp hình dáng xấu xí. Nàng cũng yêu mến chàng trai tốt bụng và họ trở thành vợ chồng. Họ sống hạnh phúc như thế cho đến một hôm. Mụ phù thủy nghĩ rằng Melissa đã chết, nhưng khi kiểm tra lại, mụ mới biết rằng Melissa vẫn còn sống và đang hạnh phúc bên một anh chàng tiều phu xa lạ. Thì ra con bé Melissa đó không chết mà còn đang vui vẻ nữa. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi được yên đâu. Đã rất lâu rồi,
Chúng tôi không có tin tức gì của Melissa hết. Không biết cô bé thế nào nữa, đang ở đâu. Vì không biết nơi ẩn náu của Melissa, mụ phù thủy tìm đến nhà cha mẹ nàng. Mụ dễ dàng khống chế họ. Khống chế được các ngươi, không sợ con bé Melissa kia không xuất hiện. Bây giờ thì ta sẽ giúp các ngươi truyền tin cho nó. Mụ làm phép phát ra những tín hiệu ảnh hưởng đến tâm trí Melissa. Đêm ấy, khi đang ngủ, nàng mơ thấy những hình ảnh chân thực. Nàng đã nhớ lại mình là Melissa. Cha mẹ của nàng đang bị mụ phù thủy gian ác giam cầm. Melissa, nếu ngươi còn không xuất hiện thì cha mẹ của ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Hả? Nàng làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Ta đã nhớ lại tất cả rồi. Ta tên là Melissa và ta là một phù thủy. Giờ thì ta phải trở về cứu cha mẹ của mình. Và hãy chờ ta trở lại nha. Cha mẹ của ta đang gặp nguy hiểm. Ta phải đi cứu họ đi. Melissa đã nhớ ra rằng nàng biết sử dụng phép thuật. Vì thế nàng trở về căn nhà cũ của cha mẹ rất nhanh sau đó. Một phù thủy độc ác, thả cha mẹ ta ra ngay. Ta tới rồi đây. Ngươi đây rồi, Melissa. Cuối cùng thì ngươi cũng không thể thoát khỏi tay ta được đâu. Melissa, đúng là con thật rồi. Trời ơi, con gái của ta vẫn còn sống khỏe mạnh đây mà. Lại còn nói được bình thường nữa chứ. Ta rất hạnh phúc. Melissa, con hãy mặc kệ chúng ta. Hãy chạy trốn khỏi mụ ta đi. Cha, mẹ, con đã mất trí nhớ bấy lâu nay. Bây giờ con đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Con sẽ cứu được cha mẹ khỏi một phù thủy độc ác này. Xin hãy tin ở con. Nếu muốn cứu cha mẹ của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn theo ta trở về, dùng phép thuật hắc ám phục vụ cho ta và làm nô lệ của ta suốt đời. Ngươi đã hiểu chưa, Melissa? Cứ như thế, ta sẽ không thể thoát khỏi tay của mụ phù thủy này. Muốn tự định đoạt được tự do của mình, ta phải đương đầu với mụ thôi. Nhưng phải để cha mẹ ta được an toàn. Được, hãy thả cha mẹ ta ra. Ta sẽ đi theo bà. Có thế chứ. Mụ phù thủy buông tha cho cha mẹ Melissa, định dẫn nàng đi khỏi đó. Bất ngờ, Melissa quyết định đối mặt với mụ. Thái độ đó khiến mụ rất ngạc nhiên. Thế là đủ rồi. Ta sẽ không bao giờ đi theo mụ nữa. Ta sẽ đương đầu với mụ để lấy lại tự do cho mình. Mụ hãy đợi đấy. Vậy là ngươi sẽ chống lại ta ư? Thật là nực cười. Họ bắt đầu dùng phép thuật quyết chiến. Nhưng vì trên lệch sức mạnh quá lớn, Melissa đã dần dần đuối sức. Nếu như ta đã không thể điều khiển được ngươi, vậy thì ta sẽ hủy diệt ngươi ngay tại đây. Nguy hiểm cận kề. Bất ngờ chiếc khăn choàng trong người Melissa bay ra ngoài. Đang sửng sốt khi nghe thấy tiếng đối Melissa, truyền đến tai. Chiếc khăn choàng này có thể giúp con. Với điều kiện con phải hy sinh toàn bộ phép thuật trong người mình. Con không cần sức mạnh đen tối của phù thủy trong người. Con muốn thoát khỏi mụ để có thể được tự do bên gia đình của mình. Con đồng ý hiến tế tất cả sức mạnh ngay lập tức. Xin hãy thành toàn cho con. Nàng vừa dứt lời, tất cả phép thuật hắc ám trong người đã bị hiến tế cho chiếc khăn choàng. Nàng không còn phép thuật nữa, nhưng đổi lại nàng đã trở lại xinh đẹp như xưa. Còn mụ phù thủy lại trở nên vô cùng già nua xấu xí. Ngươi, Melissa, ngươi đã làm gì? Tại sao vẻ đẹp thanh xuân của ta đã biến mất rồi hả? Ta đã hủy tất cả phép thuật của mình. Ta từ chối tất cả những gì mụ dạy cho ta bấy lâu nay. Người dám sỉ nhục ta và sức mạnh của ta sao? Mụ phù thủy tung ra một quả cầu hắc ám cực mạnh, toàn lực tấn công Melissa. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Chiếc khăn choàng của nàng đã đánh bật đòn phép của mụ ngược lại. Quá bất ngờ, mụ phù thủy bị đánh trúng bởi chính phép thuật của mình. Mụ hét lên một tiếng kinh hoàng và tan biến. Melissa rất mừng vì đã thoát khỏi phù thủy. Nàng trở về đoàn tụ với cha mẹ trong hình dáng xinh đẹp. Họ rất vui mừng. Nàng đưa cha mẹ tới ngôi nhà của vợ chồng nàng. Ban đầu chàng tiều phu không tin vì Melissa quá xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn choàng, nàng đã nhận ra người vợ của mình nay đã trở nên xinh đẹp thì rất vui mừng. Cả gia đình họ cùng nhau sống hạnh phúc ở đó cho đến suốt đời. Dạo này tôi nghe đồn ở quanh đây có rất nhiều phù thủy đáng sợ xuất hiện. Nếu họ bắt gặp chúng ta, họ sẽ hút hết sinh khí trên cơ thể chúng ta, khiến chúng ta trở nên ốm yếu, nhằm gia tăng sức mạnh cho họ đấy. Thật đáng sợ. Vậy thì mau chóng về nhà thôi. Ừ.
đã có sức mạnh sinh khí từ họ rồi. Để ta xem thử nó mạnh đến đâu nào. Bia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phù thủy không có phép thuật như em. Mỗi lần đi thu thập sinh khí cùng ta đều chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi, chứ chả làm được gì. Hả? Nhưng mà không hiểu tại sao mọi người ở trong gia tộc phù thủy chúng ta lúc nào cũng cưng chiều em vậy chứ. Thật đúng là kỳ cục. Trật tự, ta cảm nhận được có ai đó quanh đây. Mau tiếp tục tạo khói để ta dọa kẻ đó, hút thêm sinh khí đi. Kỳ lạ thật, hôm nay trong rừng thật âm u, lại còn có lời đồn về phù thủy hút sinh khí nữa. Nhưng may mắn mình có chiếc vòng bảo bối của gia đình truyền lại, nên chắc không sao đâu. Ồ, hôm nay ta gặp may rồi. Sinh khí của hắn tương đối mạnh đấy, chắc chắn sẽ giúp mình có thêm nhiều sức mạnh. Hả? Cái gì vậy? Là phù thủy sao? Bia, em đâu rồi? Em nhanh dọn dẹp mấy thứ này đi, để không ai biết được dấu tích của phù thủy chúng ta. Với lại, nay thu thập nhiều sinh khí rồi, ta khá mệt, cho nên ta về trước đây. Em mới lại thu dọn đi. Hả? Cô là ai? Cô là phù thủy sao? Cô đừng lại gần tôi. Anh có làm sao không? Anh vừa bị thương nên không thể cử động được nhiều. Nhưng rõ ràng chiếc vòng này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của phù thủy, nếu họ nhìn thấy nó mà. Chả lẽ đồ gia truyền của mình không có tác dụng sao? Thật ư? Nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Có lẽ vì tôi không có phép thuật nên không bị ảnh hưởng chăng? Mi thở dài rồi kể cho Alex nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Ý cô là sao? Tuy nhiên tất cả là vì lợi ích của gia tộc, chứ thực sự tôi không muốn làm hại ai hết. Mỗi lần Doris lấy sinh khí của ai đó, tôi đều lén quay lại giúp đỡ người dân đó họ bị thương hoặc là ngất đi. Và lần này là do anh tỉnh lại nhanh quá nên tôi mới bị phát hiện hành tung. Quá ra là vậy. Vậy đi, tôi quyết định rồi. Tôi muốn làm bạn với cô. Dù cô là phù thủy, nhưng cô không hề làm hại đến người dân, thậm chí là còn cứu giúp mọi người. Nên tôi muốn làm bạn với cô, có được hay không? Cảm ơn cháu. Cháu thật là tốt và nhân. Tay của cháu có chết gì thì phải. Vòng tròn phép thuộc phù thủy. Cháu là phù thủy. Là phù thủy kìa, tránh ra. Mọi người bình tĩnh. Không phải vừa rồi Mia đã giúp đỡ và chơi cùng chúng ta hay sao? Với lại Mia không có phép thuật thì chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta đâu. Cháu biết cô ta là phù thủy hay sao? Cháu biết nhưng... Không những cháu không nói cho mọi người biết mà còn đưa cô ta đến đây nữa hay sao? Cháu quen cô ta được bao lâu mà dám làm như vậy? Lỡ đâu cô ta đang cố tình giả tạo và tiếp cận cháu để gây nguy hiểm cho mọi người thì sao? Chúng ta cũng không thể biết cô ta có phải nội gián của phù thủy không. Cháu và kể cả dù đúng là cô ta không có phép thuật, nhưng mà chúng ta vẫn nên bắt giữ lại để đề phòng, đúng không mọi người? Đúng vậy. Cứu tôi, Mia. Bây giờ thì coi như bỏ được cái gai trong mắt. Alice, Mia, nhanh lên, mau cùng ta trốn nhanh.
làm dở cái dòng cổ của cậu ấy. Và sao bà lại sử dụng phép thuật để tấn công bọn tôi? Chào Mia. Chị Doris, tại sao chị lại làm vậy với em? Bởi vì ta không chấp nhận được một người vô dụng như em đi đến đâu cũng được nhiều người hoan nghênh và yêu quý tới như vậy, kể cả là gia tộc hay là con người. Còn ta thì sao? Tất cả chỉ là những cái nhìn thờ ơ và ghẻ lạnh từ họ mà thôi. Tất cả là do em. Vì vậy, nếu em biến mất khỏi thế giới này thì mọi người sẽ quý mến và quan tâm tới ta. Và ta chính là người duy nhất thừa kế vị trí đứng đầu của gia tộc phép thuật này. Hơn nữa, nếu ai hỏi về chuyện này, ta sẽ nói vì em giao du với con người. Cho nên ta đành ra tay với em để bảo vệ bí mật gia tộc phù thủy mà thôi. Chẳng ai có thể quan tâm đến em hết. Không phải vậy đâu. Im lặng đi Mia. Thân nhau quá ha. Vậy thì để ta hạ gục luôn cả hai. Em còn lời nào muốn trăn trối hay không? Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu. Đừng nói như vậy. Tôi không hề hối hận vì đã quen biết với cô. Tôi chỉ hối hận vì không thể làm bạn với cô lâu hơn và chứng minh cho mọi người thấy cô là người tốt. Alice, cậu đã tỉnh lại rồi. Ừ. Nhưng nhìn người cô kìa, những ánh sáng đó là gì vậy? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi làm cơ thể nhận được nguồn sức mạnh vô giao. Hay chính là niềm vui đã tạo nên sức mạnh của cô. Mấy đứa nhóc đó vừa làm gì với mình vậy? Sức mạnh đó quá lớn, mình phải trừng phạt chúng mới được. Hả? Cẩn thận. Không. Hả? Đồ đi, đã biến mất rồi. Đúng rồi, chúng ta thắng rồi. Alice. Alice. Mia. Sau đó cha Mia và người dân tìm thấy họ trong rừng. Nhưng khi nghe được câu chuyện và chứng kiến sức mạnh của sự hạnh phúc, họ quyết định bắt tay làm quà với nhau để cùng chung sống. Từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.